vì một con đau thì có hai sừng gì một đau thôi một đau hai sừng đúng không hai sừng trâu nha anh em nha, hai sừng trâu. Một trâu thôi. Một trâu thôi. Hai trâu. Một trâu. Hai sừng là một trâu rồi, bốn sừng thôi. Một trâu thôi. Mình thì không biết là vì cái vì một con trâu thì có hai sừng gì? Một trâu thôi. Một trâu hai sừng đúng không? Hai trâu đúng không? Đó. Đó. À. Rất nhiều. Đúng. Tình hình đó. Hai thông gia rồi. Thông gia thật đấy. Một con trâu là phải có hai sừng. Chứ mà không hề hai sừng như vậy là bốn con sừng. Bốn con sừng lớn hơn. Ôi, chụp ảnh cái con đẹp đúng không? Chà. Nhiều lúc cứ thấy người thấy ra cả đó nhưng mà quán quýt nhau đây này đúng mà lao đi không phải lao dạ không phải lao đang tỏ nổi đúng không không phải uống rồi nhưng mà phải uống rồi phải lao rồi ôi ôi chà mấy không một sừng rồi còn nhiều tao rồi người đi nương đất tẩy đẹp đó ôi trời ơi ôi trời ơi mọi người anh đang chơi thì sẽ mọi người đi cứ cho mọi người đi lại lại thôi em đi em
Chương trình ngày hôm nay mọi người nhá, cảm ơn các bạn.